Hello cả nhà, chào mừng cả nhà mình đã đến với kênh YouTube của Hoa Lan Như Ý. Buồn buồn cả nhà ơi, em lên cái video cho cả nhà mình cùng sưu tầm nha. Đầu video thì em sẽ có một cái hướng vàng ông sĩ nè cả nhà. Vàng ông sĩ này thì hướng ba lá nguyên rin nè cả nhà. Em chia sẻ với cả nhà 850.000. Cái cây này thì chắc có lẽ là em không cần phải nói thêm về nó nữa đâu cả nhà. Cây em bán thì nói chung là cái cây cỡ này là cỡ tầm trung, nó cũng không bự quá mà nó cũng không nhỏ quá. Thì nói chung là cây có sao thì em nói vậy luôn nha cả nhà. Vàng ông sĩ em chia sẻ chậu ba lá nguyên rin 850.000 em bao ship. Anh chị mình thích sưu tầm vàng ông sĩ thì em mời anh chị mình cùng lên đơn nha. Cây này thì hoa rất là đỉnh luôn. Vàng ông sĩ ngoài thị trường trên Facebook em thấy người ta bán cứ 350 lá cả nhà, đếm lá tính tiền thôi. Nhưng mà cái này em bán ba lá cho cả nhà thì chỉ có 850 thôi, mà cộng với em bao ship nữa thì cho là 800. Ý là 850 trừ cái tiền ship em bao ra là còn 800, nhưng mà giá em bán là 850 bao ship nha cả nhà. Rồi em mời cả nhà mình cùng lên đơn. Cái tiếp theo thì em sẽ có một cái hướng này. Đây em cho cả nhà xem. Em sẽ có một cái hướng 40 cam kim tuyến, chiều cao của nó sẽ tầm một gang của em. Gang của em chỉ 18 19 thôi cả nhà. Hai, nói chung là tầm hai gang của em, hai gang của em là cho 36 đi. Một cái lá 40 kim tuyến đang đi hai hướng rõ ràng cho cả nhà mình cùng sưu tầm. Cái này em bán theo thì tương lai, anh chị mình trồng tầm 2 tới 3 tháng nữa thì anh chị mình sẽ được 3 lá. Cái lá này rất là to và rất là bự cho nên là em bán giá cũng rất là hời cho cả nhà mình cùng sưu tầm luôn. Thì hiện tại em có cái lá bự như thế này, em chia sẻ cho cả nhà là 2 triệu. Tại vì sao em bán 2 triệu là tại vì cả nó đang kèm hai măng này, nó rất là lợi nha cả nhà. Thay vì bình thường một lá đầu em bán tầm 1,8 triệu đi thì cái lá này em chia sẻ với cả nhà 2 triệu. Hơn thêm 200 ngàn nữa mà cả nhà sẽ được hai măng, trồng tầm 2 tới 3 tháng cả nhà sẽ được 3 lá. Coi như mình mua một mà được ba cả nhà, rất là to và rất là đẹp. 40 cam kim tuyến chia sẻ với cả nhà là 2 triệu. Tí xíu nữa em sẽ có một cái cây lên luôn, không nói nhăn nói cụi nữa cả nhà. Tính để tí nữa mới lên nhưng mà bây giờ lên luôn. Em sẽ bán tương lai cho cả nhà một cái hướng hắc tướng màn hình phẳng. Mắt tướng hắc tướng màn hình phẳng này em có nguyên một chậu ba lá như thế này, cái lá này gần mở hết lá rồi thì em sẽ tính là một lá luôn. Ba lá đã có một nhát cắt, em bán theo thì tương lai luôn. Nè, nhát cắt nè cả nhà thấy không? Còn tất cả là nguyên riêng nha. Cây hắc tướng này rất là xiên bông, bông rất là bự và rất là to. Nói về dòng hắc tướng chắc em nghĩ là cây này nó đỉnh nhất luôn á cả nhà, nó rất là đẹp nha. Hắc tướng màn hình phẳng em bán nguyên một chậu như thế này cho cả nhà mình sưu tầm là nhiêu ta? 2,5 triệu em bao ship. Rất là mềm luôn. Chậu này em cam kết với cả nhà rất là mềm. Ở ngoài người ta bán một lá đầu 2 triệu á. Ở ngoài người ta sẽ bán một lá đầu là 2 triệu. Cho nên anh chị nào mà cảm thấy cái chậu này nó tương lai quá, nó mềm quá, đối với những anh chị nào chơi Facebook thì em chắc cú là 100% anh chị mình sẽ thấy cái chậu này, anh chị mình sẽ lấy liền luôn. Tại vì so với cái giá rất là rẻ nha, người ta bán một lá, đừng nói người ta, nhiều khi em bán một lá đầu 2 triệu là chuyện bình thường thôi cả nhà. Đó, em mời cả nhà mình cùng lên đơn. Đây là cái cây hắc tướng rất là VIP trong cái dòng hắc tướng nha. Tiếp theo thì em sẽ có cái cây này nè cả nhà. Cây này là 561 siêu tròn. Đúng không cả nhà? Phải làm sao người ta mới đặt cho cái tên là cái cây 561 siêu tròn đúng không cả nhà? Em có một chậu 561 siêu tròn chia sẻ cho cả nhà. Buồn quá cả nhà, mưa quá, chán chán em lên em làm cái video chia sẻ cho cả nhà. Đây nè. Nó sẽ đang đi măng. Đây, măng đây cả nhà nha, rất là rõ luôn. Ôi giờ này làm có đèn led thấy rõ từng cái mắt luôn. Cây này thì thân lá rất là đẹp luôn. Em chia sẻ nguyên một chậu như thế này cho cả nhà sưu tầm là 1 triệu. Nói chung 1 triệu này thì chỉ bằng tầm 3 cái cây tem VIP thôi cả nhà. Không, bằng 2 cây tem VIP nữa. Rất là đẹp luôn nha. 561 siêu tròn, rất là tương lai. Thì mùa mưa này đa số em thay bằng than là nhiều cả nhà. Mùa mưa này thì cái cây nào vỏ thông á thì em cảm thấy không ok thì em sẽ thay. Mùa mưa này thì em cũng xin có một lời nhắn nhủ gửi tới khách hàng thân thương của em là nếu như mà anh chị nào trồng vỏ thông á, cảm thấy đồ giá thể nó bị nấm mốc thì anh chị mình có thể thay đi nha cả nhà, tránh trường hợp rủi ro. Bình thường nắng mốc thì không sao đâu cả nhà, nhưng mà mưa này nói chung là mình phòng là chính cả nhà. Mình phòng chủ yếu là để mình tránh mất mát cái thiệt thòi cái tài sản của mình thôi cả nhà nha. 561 siêu tròn, em chia hướng hai lá, mắt mũi rõ ràng nè cả nhà thấy không? 1 triệu em bao ship. Đây, em có một hướng T14, cây T14 này bông rất là to và lá cũng rất là to luôn cả nhà. T14 này bông nó to tầm 18 tới 20 xăng, cây T14 này em chưa thấy ai trồng mà được 16 xăng luôn, toàn là 18 tới 20 xăng. Và nói về cái màu đỏ của cái cây T14 này sẽ là màu đỏ thẫm nha cả nhà. Nói về độ to của nó thì chắc cái dòng T thì không có cây nào mà so sánh được với cái cây T này đâu. Cây này thân lá rất là to nha cả nhà. Đặc biệt cây này mà về những cái vùng mà được khí hậu ưu tiên nữa thì em cũng không biết nó to cỡ nào. Lá nè. Lá này coi, một lá này chắc phải tầm 6 7 xăng rồi cả nhà ha. T14 em chia hướng 4 lá.
Dạ có một nhát cắt nha cả nhà. 4 lá có một nhát cắt 1,5 triệu em bao ship. Anh chị mình thích siêu tầm T14 chốt nhanh giùm em nha. Cây này rất là đỉnh của chớp nha cả nhà. Cực kỳ đỉnh và cực kỳ đẹp. Đây, 158 VIP. Trời ơi. 158 VIP em chi hướng 2 lá 1 triệu. Hồi xưa giờ cả nhà có nghe em bán 158 mà hướng 2 lá 1 triệu chưa? Hôm nay em sẽ bán cho cả nhà. Vui vui lên bán cho cả nhà cùng siêu tầm nha. Lá nè. Đẹp không cả nhà? Mưa xuống là thấy cây nó xanh mơn mởn liền nha. Xanh xanh vậy thôi chứ nói chứ ngày mai cái này là em cũng dỡ chậu để em kiểm tra cái phần rễ đó. Cây rễ nó có ok không? Không ok thì em sẽ thay giá thể. Em bán hướng 2 lá siêu đẹp nhất chậu, 1 triệu em bao ship. 158 VIP nha cả nhà, rất là đẹp và rất là xuất sắc. Đặc biệt cái cây này màu nó khá sặc sỡ và rất là đáng chơi nha. Rồi, video em làm ngắn gọn tới đây thôi cả nhà ơi. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Chào tạm biệt cả nhà của mình, của em nha. Đó. Ừ, cây này lúc trước cả nhà biết xong em trồng từ cái phần đuôi. Lúc trước nó vàng lắm nhưng mà nay rễ nó ngon lành rồi, bắt đầu nó hút được chất dinh dưỡng, nó hút nước á, nó nuôi lá, cái lá nó căng ra. Một cây lan mình trồng nó vậy á cả nhà. Chưa ra rễ thì nói chung là con người mình cũng vậy cả nhà, không ăn không uống gì được thì cứ thế mà héo úa, cứ thế mà suy yếu thôi. Cây lan nó cũng vậy cả nhà. Mới đầu trồng á cả nhà cảm thấy thân lá nó vàng vàng á, nó chưa ra rễ nó vàng vàng thì cả nhà cứ bình tĩnh tự tin. Mình cứ thư thả mình trồng rồi nó ra rễ nữa, nó hút được chất dinh dưỡng nè, nó hút nước, nó nuôi lá của nó thì lá nó sẽ căng, sẽ mọng, sẽ xanh lại thôi cả nhà nha. Rồi bye bye cả nhà nha.